Chào cả nhà mình, hôm nay mình giới thiệu bạn đoạn video này rất là đặc biệt. Đó là đoạn này nó giới thiệu về mình, một số cái công việc của mình và những cái cam kết trong năm 2020. Vậy thì bước đầu tiên mình giới thiệu, mình tên là Nguyễn Thái Duy và hiện tại mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training, trụ sở nó nằm tại thành phố Hồ Chí Minh, 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Nói một chút xíu về B-Training. B-Training được thành lập vào năm 2009 cho đến nay nó đã được hơn 10 năm. Và B-Training, mục tiêu của B-Training là gì? Mục tiêu của B-Training là ươm mầm những người chủ doanh nghiệp muốn chọn cái con đường làm kinh doanh. Nó tập trung vào ba đối tượng chính sau. Đối tượng thứ nhất là những người đã ra làm kinh doanh rồi, họ kinh doanh một thời gian, tuy nhiên cái công việc kinh doanh họ muốn phát triển nữa mà họ không biết cách làm sao. Việc kinh doanh có tiền rồi, mọi thứ tốt rồi, nhưng mà muốn phát triển nữa không biết làm sao. Ví dụ như bạn mở ra một quán phở, nó rất ok, nhưng mà làm sao bạn mở ra quán phở thứ hai, thứ ba, thứ tư, bạn không biết cách. Làm sao bạn phát triển nó ra toàn Việt Nam thì bạn không biết cách, hoặc qua thế giới thì bạn không biết cách. Đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai là họ đã từng ra làm kinh doanh rồi, tuy nhiên họ thất bại, họ phá sản, họ mất rất là nhiều tiền. Và gần như là họ bị kiệt quệ. Tuy nhiên trong cái con người họ có máu kinh doanh và họ mong muốn gì ạ? Họ mong muốn gì ạ? Bắt đầu kinh doanh lại, và bây giờ họ muốn có kiến thức bài bản để ra kinh doanh. Thì B-Training sẽ tập trung vào đối tượng đó. Và đối tượng thứ ba là gì ạ? Là những người đi làm việc văn phòng, những người làm việc nhân viên công chức, họ làm việc 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm. Và sau một thời gian làm việc thì họ chán và ngán ngẩm cái cảnh làm công ăn lương quá, và họ muốn bắt tay vào cái con đường làm kinh doanh. Tuy nhiên không biết bắt đầu một cái doanh nghiệp như thế nào, đi từng bước bài bản như thế nào. Chúng ta tập trung vào ba cái đối tượng chính đó, và B-Training 10 năm qua đã làm được cái việc này. Và cho tới giờ này thì B-Training cũng đã chia sẻ hơn 30.000 bạn rồi. Họ đang trên hành trình họ đi làm những việc này. Vậy thì cái đoạn video này mình sẽ chia sẻ về cái mục tiêu của mình trong 2020. Dĩ nhiên nó còn những mục tiêu khác, nhưng mà đây là những cái điểm chính mình muốn gửi đến các bạn. Trong 2020 mình có 9 cái cam kết sau. 9 cái cam kết. Cam kết thứ nhất là trong năm 2020 này mình cam kết là mình sẽ sản xuất ra 300 đoạn video, ít nhất là 300 đoạn video để mình đưa lên gì? Đưa lên kênh YouTube và kênh Facebook Watch. Đó là cam kết thứ nhất. Cam kết thứ hai là mình ra mắt và phát hành cái quyển sách thứ 5 trong cuộc đời của mình. Cam kết thứ ba là mỗi ngày mình luôn dành 30 phút để mình tập thể dục. Dĩ nhiên cái cam kết thứ ba này mình đã làm bao nhiêu năm nay rồi, nhưng mà mình nhấn mạnh nó thêm một lần nữa. Cam kết thứ tư là mình sẽ triển khai cái chương trình đào tạo online thông qua live stream vào những buổi tối trên toàn quốc. Và số lượng học viên mình cam kết trong năm nay tối thiểu là 4.000 học viên. Và mình cam kết gì nữa? Mình cam kết mình tham gia vào công việc với 100% năng lượng và nhiệt huyết đỉnh cao. Cái cam kết thứ sáu của mình là mình cam kết gì ạ? Đào tạo offline, chia sẻ cái cách làm kinh doanh cho offline tại cái hội trường của B-Training, ngay trụ sở B-Training, là 3.000 bạn nữa. Thứ bảy là tôi luôn cam kết là bám sát theo mục tiêu, luôn bám sát theo mục tiêu. Cái thứ tám, tôi luôn cam kết mỗi ngày tạo ra thu nhập chủ động và thu nhập thụ động. Mỗi ngày tôi luôn làm cái việc này. Và cái cam kết thứ chín là tôi cam kết năm nay cái thu nhập của mình thì tối thiểu là 15 tỷ đồng Việt Nam. Trong tất cả các cái nguồn của mình, trong các cái nguồn thu nhập của mình trong năm 2020. Cảm ơn các bạn đã xem cái đoạn video đặc biệt này.
Và cũng thông qua đây mình muốn cam kết, mình cũng mong muốn mình gọi đến các bạn, các bạn hãy làm đoạn rồi chúng mình đi, hãy làm và các bạn post lên trên Facebook giống mình, các bạn hãy làm giống như như mình. Các bạn có thể là không phải chính cái điều này, nhưng mà có thể là các bạn có thể là 3, có thể là 4, có thể là 5. Và khi các bạn làm đi, các bạn sẽ thấy các bạn rất là khác biệt. Mục tiêu mình làm cái điều, việc này, mình muốn gửi đến các bạn để các bạn làm theo. Dĩ nhiên khi mà các bạn không dám làm, các bạn sẽ suy nghĩ gì? Tôi ngại quá, làm sao, tại sao đưa lên như vậy mà các bạn. Cái đó chỉ là cái suy nghĩ của bạn, cái cảm xúc của bạn thôi. Bạn sợ người này nói, bạn kia nói, người kia nói, và bạn không dám vượt qua chính mình thôi. Mà nếu mà bạn dám vượt qua chính mình, bạn dám làm đoạn video và bạn dám bó lên như vậy, thì bạn hoàn toàn khác biệt, bạn con người bạn sẽ được nâng lên một cái level mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và mình đang trông chờ cái đoạn video của các bạn. Bạn làm xong bạn bó ngay ở phía dưới những cái comment của mình. Bạn quay đi, mình rất khuyến khích. Bye bye các bạn.